Hello, xin chào cả nhà. Thì cả nhà, ngày hôm nay Lực Tàng mới đi bệnh viện về. Chán, đầu hết mùng. Mọi người biết Lực Tàng đi bệnh viện làm gì không? Nay trai điểm đẹp trai, mọi người đâu? Kính không thèm đeo nước mắt nè. Đi bệnh viện đâu có đeo được nước mắt đâu. Bác sĩ hỏi mày chữa mắt hay là mày chữa đít? Lực Tàng nói là chữa đít thì bỏ kính ra. Lực Tàng đeo cái kính lên trên cái đầu. Đó, mọi người thông cảm nha. Bập điếu thuốc cho nó lấy cái tinh thần mạnh mẽ hơn để nói chuyện với cả nhà. Nghe không cảm nha, nay thân tàn ma dại chưa? Mọi người thấy chưa? Đó, đứng xa xa mọi người nhìn nè. Rồi, tướng eo con kín đấy. Mọi người thấy không? Đẹp trai không? Phong độ không? Đi ra ngoài đường là vậy đó mọi người. Nào phong độ đẹp trai ha. Thì để em kể cho mọi người là ngày hôm nay em đi bệnh viện làm gì. Em đi bệnh viện là đi chữa cái mục đích. Chữa cái mục đích. Mọi người biết bị như thế nào không? Rồi, thì em vô em cởi cái mục đích của em ra thì cái ông bác sĩ á, ông mới nói rằng là ô cha, cái mục đích của mày sao mà bị cái gì mà ghê thế này. Cháu chưa từng thấy cái ca nào mà nặng như cái ca này. Thế thì Lực Tàng mới nói rằng là thì em cũng lần đầu tiên, lần đầu tiên ca này là em nghĩ là có khi là em không qua nổi. Ông bác sĩ nói cái mồm mày, việc gì không qua khỏi, mày gặp bác sĩ giỏi rồi việc gì mà không qua khỏi. Đó. Em bật tiếp điếu thuốc. Em nói tiếp. Thì em mới nói là trên cái chặng đường mà em đi ra Hải Phòng, em là thằng YouTube Lực Tàng á, chuyên là đi săn bắt cướp, với lại săn bắt cái bọn lừa đảo, bọn âm binh tà đạo đi để đi hãm hại người khác, đi lừa đảo người khác. Thì vừa rồi bác sĩ có nghe nói là nó lừa đảo cái vụ có mấy cái ông già U70 chưa, với lại nó lừa đảo cái vụ của thằng mấy thằng khuyết tật ấy, điển hình là vụ Thọ Sợi Dừa. Thế bác sĩ có nghe không? Ô có. Ô mày Lực Tàng à, hôm nay tao mới gặp mày, tao nhìn thấy quen quen, tao nghi rồi, tao nghĩ đâu không phải, tao sợ nhận thần tượng sai. Mày thì ok, mày đúng Lực Tàng, tao giải cứu mày, mục đích mày ngon lành luôn. Mục đích em toát hết mọi người ạ. Nó bị nhiễm trùng rồi. Thế là ông hỏi thế đi bắt như vậy thì liên quan gì đến cái mục đích của mày? Thế Lực Tàng mới nói rằng là thì kể tiếp, thì bác sĩ cứ phải từ từ để em kể, chưa gì hết bác sĩ cứ hỏi làm em rối làm sao em kể được. Bật tiếp đưa thuốc. Em nói là trên chặng đường đó thì đi đến một cái khu vực, cái khu vực mà cận kề cái bọn mà lừa đảo rồi, thì bắt đầu là ở đâu ở trong bụi á, ở trong cái hầm cầu á, mà nằm ở trong cái bụi á, thì có một cái con chó, chó đèn to lắm mọi người, chó đèn to lắm. Bác sĩ bảo to như thế nào, Lực Tàng mới nói là nó nặng á, phải tầm cỡ gần 60 cân. To lắm, lông lá lùm xùm. Rồi bắt đầu là cháu đang kể chuyện bệnh viện đi, đúng không? Bệnh viện lông lá lùm xùm đến tôi mọi người. Bác sĩ hỏi nó đi mấy chân. Thế Lực Tàng mới nói là con này nó đi 2 chân. Và khi nào mà nó ăn cơm á, ăn cờ á, là nó đi bằng nó dùng 2 chân trước á là để nó ăn cờ, còn khi đi á, đi lại á là nó dùng 2 chân sau. Thì chó thì mọi người làm sao ăn cơm, ăn cái kia không ăn cơm nhá. Đấy, thì em đi đến nơi phát thì nó lao ra sùng sục bất ngờ quá. Lao ra chân em dài lắm chứ, dài nách này. Nhưng mà cuối cùng là chạy không kịp. Ra là nước dãi nước miếng, hắn là chạy sục. Lao lại đè mông nó táp một táp. Đè mông phải mọi người, mông bên phải nè. Táp cho một táp làm cả hàm dính vào đó luôn. Thế là em cằn cựa mãi, em mới bẻ cái hàm của nó ra, em lôi nó ra xong nó lại chuẩn bị nó lao qua bên mông trái, nó vớp
Thế là em nhanh ý dùng võ công của gọi như là phái võ đăng, tu luyện trên núi Lục Tà ngày xưa có võ mà mọi người, có võ mới đi bắt cướp được chứ, có võ mới đi bắt bọn lừa đảo được. Thế là em dùng đúng cái chiêu gọi như là liên hoàn cướp, răng của nó là rơi ra không còn một cái, là nguyên một cái hàm răng á, là nó chụp hẳn một cái mong đích của em đó. Thế là em về em tháo ra một cái là ngày hôm qua là bị, ngày hôm nay mới phải đi cấp cứu, tại vì đêm qua nằm không ngủ được, đau chó dài mà mọi người. Thế là ông bác sĩ thì ông bất ngờ ông nói, thế có biết được là chủ nhân của cái con chó đó là ai không? Thế mới Lục Tà mới trả lời ông bác sĩ, có chứ, Lục Tà mình bị cắn, Lục Tà đi lắm, Lục Tà phải đi khắp cả khu vực Lục Tà hỏi. Thế là Lục Tà vô cái nhà mà gần đó, hỏi là ông bà già rồi, hỏi bác ơi, ở nhà bác có phải là nuôi cái con chó đen sùm lắm lông hay không? Nói đúng rồi, sao đó cháu? Ô bác ơi, là bác ơi, bác nuôi kiểu gì mà để cho nó dại đi nó cắn như này? Ông bà mới nói là ô cái con đó, cái con chó đó là hai bác nuôi hắn từ nhỏ, coi hắn như con cái trong nhà, mà hắn cũng cứ đi lang bạc kỳ hồ, có thèm nghe hai lời bác, lời hai bác đâu. Suốt ngày là hắn cứ đi rồng nữa, rồi hắn cặp thích với con này con khác, rồi hắn đi lừa đảo chiếm đoạt người khác, mà hai bác cũng đặt tên hắn á. Lục Tà mới hỏi tên gì đó bác, nhà bác đặt cho chó tên gì vậy? Rồi bác nói, bác đặt cho hắn là tên Hưng Hàm Cầu. Rồi xong luôn rồi. Lục Tà nói tên thì bác đặt tên chi không đặt, thì đặt tên người vào cho hắn đấy thì không, đôi lúc hắn vẫn là người. Mà cái khi mà hắn đi lên á, hắn phát điên phát dại lên á, đôi lúc khi mà bình thường là hắn là tên Hưng, mà khi mà hắn phát điên phát dại lên là bác đặt cho hắn là Hưng Hàm Cầu. Nên nói là lâu lâu hắn mới bị thôi, chứ bình thường là trở trời trở gió thì mới bị. Lâu lâu mà hắn thèm không có tiền, không có chủ nhân cho hắn đớp cờ là bắt đầu hắn lên cơn điên dại như vậy á. Hắn táp bao nhiêu người ở đây rồi, nên là gặp cháu là người lạ đến đây hắn táp là đúng thôi. Làm mới nói bạc đúng, nuôi chó mà hắn có cái bệnh dại thì không ra rào mõm hắn lại. Bây giờ hắn lên mạng xã hội hắn còn sủa gâu, đi cắn hết người này đến người khác ở trên mạng xã hội. Cháu nghi con này rồi, không phải là không biết đâu, cái con này có phải là cái con mà đang sủa ở trên mạng xã hội không? Ông bà mới nói là đúng hắn rồi đó. Ngày mẫu hắn cũng lên hắn sủa, mà cứ hắn chui vào trong cái góc toilet thầm cầu á, là hắn ngồi hắn sủa trong đó mà không biết là hắn làm cái gì. À thì ra là hắn đưa lên trên mạng xã hội à? Đúng rồi đó bác, cái con chó này là tên là Hưng Hàm Cầu, mà các cháu đang đặt cho hắn là Hưng Hàm Cầu trên mạng xã hội, thì bữa nay về là đúng tên của hắn thì là đúng chính xác rồi. Và con này hắn mà cắn ai rồi thì đúng rồi, chỉ có gọi như là đi bệnh viện là tiêm phòng không kịp, cái mồm hắn độc lắm, hắn ăn toàn ăn cờ không à, nên là cháu bị cắn nó đi là chết chứ không phải là bình thường. Thế bây giờ hai bác tính như nào? Hai bác giống như cha mẹ của hắn rồi, hai bác không dạy dỗ hắn, không nuôi hắn, không rào hắn lại, không khóa mõm hắn lại, rồi để cho hắn đi lang thang kiểu đó, hắn cắn cháu như này thì giờ như thế nào? Tôi nói thôi lực rồi, mình tha cho hai bác đi, chứ bây giờ mình có tiền mình về mình đi chích ngừa đấy chứ, tao làm chi có tiền, có bao nhiêu tiền thì hắn đem ra hắn đi chơi bời, đi phá phách hết rồi, tao đền biết bao nhiêu người rồi. Khổ cả cha hắn còn cắn, cả cha cả mẹ hắn còn cắn gì nữa đó, nguồn gốc xuất xứ của một cái con chó đó thì mọi người thấy như nào, đến mức độ Lục Tà hôm nay đúng đau phải lên đây để thông báo tin cho mọi người, để mọi người biết nó lên mạng xã hội bây giờ nó cắn nhất ở trên đó. Con này con chó dài đến thời kỳ mà nó dài là ui trời, nước miếng nước miệng nó chảy ra, mà hôm nay là Lục Tà đập cho cái hàm răng rồi, rơi hết răng ra rồi, răng kẹt đít rồi. Ra nó liếm đít Lục Tà, cho nên là nó cạp vô đít Lục Tà, Lục Tà ra liên hồn cước về võ công phái võ đăng, táng cho mấy cái rơi hết cả răng, không còn răng để ăn cờ nữa rồi. Rồi kêu ắng, bắt đầu là chạy. Vừa rồi đây là mọi người nhớ là hắn hay núp lùm, hắn với lại một cái con chó ở Thanh Hóa nữa, mà Lục Tà cũng phát hiện ra rồi, nhưng mà con ở Thanh Hóa là hắn không dám cắm người đó, tại vì hắn chỉ có hắn sợ, hắn thấy Lục Tà hắn sợ, tại Lục Tà hay ăn thịt chó mắm tôm mọi người đó. Còn cái con chó ở Hải Phòng này thì hắn ngang hắn ra, hắn lao hắn tớp thì Lục Tà gõ cho hắn cãi răng, bắt đầu hắn bỏ chạy, hắn lấy cơn, cái con này hắn lấy cơn ghê gớm này.
Nghe đâu là hắn cắn cả anh Đông Lâm, hắn cắn cho mấy nhát rồi đi chích ngừa mà hết 4 triệu một mũi. May là lực tàng dạo này làm ăn phát tài cho nên là tiền nhiều, nên là lực tàng chích liền hai mũi một lúc. À, là vị trí là 8 triệu. Mà bác sĩ còn nói rằng là mày chích cho đứa là còn chưa ăn thua mà mày phải lên mày chích tầm cả 8 lần nữa thì họ may mới hết được cái chất độc của con chó này. Con chó nó bị dài, em dài em cắn người lên chó. Hỏi nó to như vậy, không? Và nó đi bằng hai chân nữa thì con chó này con chó thành tinh rồi còn gì. Cho nên là mày phải lên mày chích mấy lần nữa chứ, một hai lần nữa là không thua không. Ôi, lực tàng cũng sợ, lực tàng nói là liệu lực tàng có ra đi với ông bà ông vải không bác sĩ. Mày cứ yên tâm, tao bác sĩ giỏi, mày là thần tượng, mày chuyên đi bắt lừa đảo bắt cướp thì tao sẽ cố gắng hết sức để tao cứu mày. Nhưng mà cố gắng về là răng của nó rơi rồi, nhưng mà còn cái lưỡi nữa là lên là cắt nó luôn đi, chứ không có để là nó liếm một phát là cũng chết, chứ đừng có nói là nó cắn. Tao nói là tao mày gặp bác sĩ giỏi rồi mày mới phải gọi như là không việc chi đó, chứ mì mà gặp bác sĩ đều đẻo tí là coi như đứt đó. Là con chó Hưng Hầm Cầu không? Mọi người thấy gớm không? Hèn chi mấy anh ấy lên mạng hỗn cắn như vậy. Hắn nói là cái con chó Hưng Hầm Cầu này á, hắn thành tinh, mà mỗi lần mà hắn ấy là hắn đi hỗ trợ những cái bọn mà lừa đảo chiếm đoạt á, rồi đi hại những người già với lại mấy thằng khuyết tật á. Thế là hắn thấy lực tàng là khắc tinh, cho nên là hắn điên. Điên hắn cứ thấy lực tàng là hắn cạp thôi. Và lực tàng có ngán hắn đâu. Lực tàng đi truy về đến đất Hải Phòng, luôn đang đứng đất Hải Phòng, mọi người nhìn thấy không ạ? Đất Hải Phòng đẹp không? Khung hình đường xá nó cũng ngon lành cành đào lắm. Nhưng mà nhà thằng này á thì là ở trong cái hốc á, nhà nghèo lắm, nhà không có chi ạ. Nhưng có là lực tàng bắt ông bà cha mẹ phải đền rồi. Nhưng mà thấy nó rồi, hắn cạp xong một cái hắn cũng rơi răng là hắn ẵng chạy đi, là gì lực tàng cũng nghĩ thì thôi hắn không còn răng để ăn cờ thì tha cho hắn. Nhưng mà chắc cú là thằng này nó vẫn nó đi để nó hãm hại người khác. Theo như lời của cái ông bác sĩ kia nói, mà cái con chó dại này á, mà hắn mà còn cái lưỡi á, với lại cái nước dãi của hắn á, mà dính vào người á là chỉ có đứt. Không biết là tình hình như thế nào. Thì lực tàng cũng có hỏi thêm rằng là cha mẹ của cái con chó này á, thì lực tàng mới hỏi là ông bà nuôi hắn giống như cha mẹ mà. Thì mình kêu hắn là cha mẹ con chó đi nha. Thì hỏi là hắn có vợ có con gì chứ hai bác. Tức là vợ con, tức là cái con chó cái á, mà ở với nó đó. Thế lực tàng mới hỏi như vậy. Ông bà mới nói là có chứ, tao hôn cưới vợ hắn từ cái lúc ấy rồi, hắn đẻ được hai đứa con mà cuối cùng hắn có nuôi đâu, hắn đẻ cho tao nuôi cả. Hắn là loại chó nhưng mà cuối cùng là tao nuôi trong nhà. Hắn cứ nghĩ là con cái trong nhà là tao cũng cưng nhiều. Nếu được cái là hai đứa con của hắn không có tội lỗi gì cả, chỉ có hắn là tội lỗi thôi, cho nên là cháu cũng thông cảm bỏ qua cho hắn đi. Lực tàng mới nói là cháu nói thật nha, riêng cái loại mà cái loại chó cắn càn, cái loại chó núp lùm, cái loại chó mà chó sồm, cái loại chó dại nữa là gặp cháu là chỉ có tan tành mây khói, răng môi lẫn lộn. Cho nên là hai bác cố gắng chín này về, một là nó đi tiêm chích ngừa cho nó, hai nữa là nhốt nó lại vô trong cái lồng, ba nữa là vậy như là có thể rằng là rọ mõm lại cho nó. Nhưng mà hai bác lại nói nhưng mà bây giờ hắn rơi răng ra thì còn gì. Nếu hai bác cứ phải rọ lại cho chắc ăn, chứ mỗi lần mà hắn liếm người ta một cái thì cũng chết, cho nên là hai bác cứ cẩn thận. Đó là làm như vậy cho cháu, không có lần sau cháu về cháu xử lý luôn cả hai bác, tức là cha mẹ con chó Hưng Cầu mọi người đó. Thì ngày hôm nay mới đi chích về đang đau lắm mọi người. Ui, chích cho hai mũi vào mông này, sừng húp hết cái mông này, không quay mông như mọi người được chứ quay cho mọi người thấy luôn mông lực tàng đẹp lắm, cho nên là nó thích liếm lắm. Mấy con chó dại nó hay là thích liếm lắm. Nghe đâu là nó còn liếm cả chị Hương Nguyễn nữa rồi, nhưng mà chị Hương Nguyễn cho liếm háng thôi chứ không cho liếm mông. Cho nên là hắn thèm. Đến tại giờ là chị Hương Nguyễn là không đi chung với lực tàng đi bắt cái bọn lừa đảo nữa, cho nên là cái con chó dại này nó núp ở trong cái bụi cây, nó núp ở trong cái hầm cầu ở trong bụi cây là nó lao ra là nó chỉ có thớp mình lực tàng thôi. Còn chị Hương Nguyễn là chị nói rằng là về đó thì cái con chó đó nó cứ đè háng chị, nó liếm, cho nên là chị cũng bị mấy lần đi tiêm phòng ở cái chỗ đó rồi, cho nên là chị không dám đi nữa. Thôi bữa nay em đi một mình đi đó. Thì chuyến này á chắc cú là em ra đất Hải Phòng này rồi thì cắt cỡ nào em cũng phải tìm bằng được cái con chó đó một lần nữa để em giáo huấn cho nó, hoặc là em lên những cái phương án chứ bàn giao cho cha mẹ nó là không ăn thua được mọi người ạ. Em phải rào nó lại, em phải làm cho nó một cái lồng. Đầu tiên là phải nhét cho nó vài cục cờ vào mồm nó cho nó ăn cho nó no đi. Rồi bắt đầu là làm một cái khung sắt, làm một cái lồng nhỏ nhỏ khoảng 50 phân để nhốt vừa y chang, nó không cựa không quậy được nữa. Mua cho nó thêm một cái áo sọc nữa có Juventus là mặc vô cho nó. Rồi bắt đầu là mua cái rọ mõm, rọ mõm nó lại. Đấy, lưỡi thì đem cái cắt bớt đi, không có là nó là dài, con nó liếm người, gớm lắm. Cho nên là lực tàng là lên phương án rồi. Vừa nãy là lực tàng đang ở ngay đất Hải Phòng, vừa mới đi bệnh viện về khám ngay đất Hải Phòng luôn.
thì có những cái thông tin gì liên quan đến sự việc này mà nếu Lực Tàng làm lòng xong mà bắt được con chó dại này rồi á, thì Lực Tàng sẽ công bố để cho tất cả mọi người cùng nhìn cái dung nhan của cái con chó sồn này với lại con chó dại này, để cho cả nhà cũng biết. Rồi Lực Tàng cũng sẽ quay luôn cả gia đình tổ tông ông bà nhà nó lên cho mọi người cùng xem, để mọi người đã mắt, để mọi người né tránh cái trường hợp mà gặp cái chó dại đi dọc đường, gặp chó dại như thế là Lực Tàng nha. Đó, thì ngày hôm nay là tạm ngưng, đang đau không đi cứu, không đi bắt lừa đảo được, cho nên là mọi người thông cảm, để ta cho mấy ngày nữa coi cái vết thâm ở nơi cái mục đích đen nó như thế nào, chứ hiện tại bây giờ là nó đen thui hết, máu muốn chảy nhê nhất trong đây, sợ lắm mọi người ạ. Gặp đúng lại cho dài, đúng nằm này thôi rồi luôn cả nhà, chứ có cái nằm mồ mà đen như cái nằm này đó. Rồi thôi em thông báo tất cả mọi người như thế nha, bây giờ em phải vô để cho bác sĩ rửa ráy rồi bông băng gạt ghít cái gì là bác sĩ ấy, rồi em bắt đầu là ngày mai mà tỉnh táo là em đi bắt con chó đen nữa cho mọi người nha, em đi bắt con chó sồn cho mọi người nha. Rồi bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại.